Nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Dinh đã có thư chúc mừng gửi tới cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, trong 9 tháng đầu năm 2022, thành phố Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với những khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành và sự nỗ lực bền bỉ, kiên cường của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để duy trì, củng cố, phát triển doanh nghiệp, tạo công an việc làm cho người lao động, góp phần làm cho tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng bứt phá. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP 9 tháng đầu năm 2022 ước tăng 16,76% so với cùng kỳ năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ, lắng nghe các khó khăn vương mắc, đồng thời đề xuất kinh nghị với Trung ương, giải pháp, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả. Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tích cực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm dịch vụ, chủ động tìm kiếm, nắm bắt xu hướng thị trường để lựa chọn phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp, quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh bà luôn đồng hành cùng chính quyền thành phố tiếp tục kiên định mục tiêu khát vọng xây dựng thành phố đà nẵng trở thành đô thị lớn sinh thái và thông minh hiện đại